thấy ngũ bầm ngại quá, em cất ngũ bầm trong. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bao lúc em kêu. Trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì, phải đứng ngay cái cầu mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, tội nghiệp. 5 năm quen nhau mà cưới về em mới biết là 4 năm ảnh Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm Ngũ Lan chuyên nghiệp. Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Vừa xuất hiện cặp đôi này tôi cứ ngỡ là tôi lạc vào một vương quốc cổ tích vậy đó ha. Giống như là một chàng hoàng tử và một nàng công chúa vậy. Phải không quý vị? À. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Hoài Nhi, năm nay em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt, năm nay em 27 tuổi. Em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng xí, qua... Xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Lên cái đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn cái ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em. Nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi. Mới cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài, người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm? Nhắn một tuần cứ hỏi. Lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng. Đừng rồi. Nhưng mà thật chất là chưa gặp nhau bây giờ. Chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ cũng sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin Phong Long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cú bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Mình nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ nó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em . Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi trời. Em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng. Rồi những cái người ở trong xóm, người ta đi qua đi lại Người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng. Phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bầm ngại quá, em cất ngũ bầm trong. Rồi người dân đi qua lại, nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á, là đi về mới kêu, mới nghĩ em chạy bao lúc em kêu. Trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì, phải đứng ngay cái cầu mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi, tội nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu, nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm Ngũ Lan chuyên nghiệp. Ngũ Lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ.
thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó, không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... Mẹ ảnh nó luôn á chứ tao giỡn hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả, là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn chứ ở đó. Anh hỏi nè, trong mấy năm đó có đêm nào anh rủ em đi ngủ lan chung không? Không, qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nữa, em hỏi thẳng, em đừng sợ có, em chứ. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cành trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ, trời, chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Em mà em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ, trời, làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá, cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hôn môi? Ồ, hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê, dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa, cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Trời có ơi. Nghĩa là lần đầu hung á là coi như là không chịu, lần sau hung là mất dép luôn không biết. Là hiểu hả? Ở quê gần chết. Quay trở lại cái vấn đề là cái đêm mà đầu tiên mà đi ngủ lan chung á. Dạ. Anh muốn hỏi là cái cảm giác của em là em sợ đúng không? Dạ hồi đó nói chung là cũng tin tưởng ảnh á, nên là em kêu ảnh là quay đầu ngược lại. Hai đứa ngủ hai nơi vậy thôi rồi ngủ thôi. Trước khi bô thì mình cứ ngủ mỗi đứa một góc ngủ thôi, làm gì đâu. Thì nói chung tâm lý đàn ông đứa nào cũng nói vậy. Nhưng mà tới sáng là sáng thì là đầu kề đầu đúng không? Còn cái sáng rồi tới nửa đêm thôi. Là chuyện gì tới sẽ tới, chuyện gì tới đã tới. Nói chung là cũng lâu lắm á chị, cứ lăn lộn qua lại nãy. Sau đó nói chung là em giận ảnh lắm, em đòi chia tay á chứ. Xong rồi anh cứ khuyên nhủ này nọ, xong rồi bỏ qua. Nói chung dỗ ngon ngọt xíu là bạn cũng vui thôi. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi em? Dạ được hơn 6 tháng rồi ạ. Rồi bây giờ về ở chung với nhau rồi thì anh ấy có thật xấu không Nhi? Ảnh mê game lắm anh. Có bữa canh em ngủ rồi á, sợ em thức thì thấy hay lằng nhằng này nọ, xuống dưới chơi game 2-3 giờ sáng luôn. Còn cái gì nữa nè? Nấu ăn vụng về lắm. Cũng thương vợ nấu cho vợ ăn nhưng mà không nên lạc nhắt à. Xong rồi ảnh nhậu nữa. Còn bà vợ mình thì có cái gì xấu không? Từ em đính chính là em thấy bây giờ hầu như con trai ai cũng chơi game cả. Không có đâu, không có đâu, không có đâu. Đang ngồi trên sân khấu của tôi nè, nhìn tôi nè. Không bao giờ chơi game luôn. Có, hồi trước khi lấy vợ là có. Có, nhưng mà dữ luôn. Tới em đó, khui tật xấu của cô ấy ra đi. Vợ em thì em nghĩ có cái tật xấu tình chung bạn gái nào cũng vậy là hay mít ướt. Rồi hay nhõng nhẽo. Với lâu lâu là có tính là áp đặt chồng. Nhiều khi em thích mặc cái áo đó lắm, nhưng mà vợ em không thích, là vợ em không cho mặc. Là em phải mặc cái áo vợ em thích, mà trong khi cái áo đó là em lại không thích. Khóc nhè, đi ví dụ như khóc nhè mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp hay sao? Không, nghĩa là hay làm nũng mít ướt với em như con nít vậy đó. Chồng đại con nít thiệt mà. Thiệt mà. Rồi nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì luôn? Dạ em muốn chồng em là không có chơi game đêm khuya mà quá 12 giờ. Còn em? Em chỉ muốn vợ em đừng áp đặt em. Bạn ảnh hay chê ảnh mặc đồ gì kỳ quá à. Kêu vợ tân trang lại phong cách đi, mặc đồ nhìn kỳ quá, nên là em phải nói ảnh mặc sao đó cho nó hợp phải lý. Phải design cho ảnh đúng không? Dạ. Cái mong muốn của chồng em chị thấy cũng có phần đúng. Dạ. Có nghĩa là vậy nè, trong một số trường hợp ví dụ như đăng tiệc ăn tùng hoặc là những cái gì quan trọng á thì em có thể ép chồng em. Những trường hợp nào mà anh cần cái sự thoải mái để anh làm việc cho nó có hiệu quả thì em chấp nhận. Dạ. Đơn giản chút xíu vậy thôi. Nhường qua nhường lại cặp chút xíu. Cặp này quá đẹp rồi. Anh hỏi nè, muốn có em bé không? Dạ muốn ạ.
Thôi nhân đây thì chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng thuận thảo, yêu thương nhau, hạnh phúc. Và năm sau sẽ có một em bé tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của em. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Xin chào cô chú ạ. Chào các quý vị khán giả. Con là Nhật Anh Trắng, là một người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội ạ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 31 ạ. 30 31, mới 31 thôi ạ. Trẻ ghê á em. Mời con. Con chào cô Vân, chào anh chú Quốc Thuận. Anh chú. Chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Con tên là Trang Đinh, là vợ của anh Nhật Anh Trắng và cũng hiện đang là một nhà sáng tạo nội dung làm trên các nền tảng xã hội, mạng xã hội ạ. Con năm nay 30 tuổi ạ. Ồ, trời ơi, trẻ quá ha. Rồi bây giờ không biết là Nhật Anh và vợ có thể chia sẻ cho anh Thuận cũng như là khán giả được biết rằng là các bạn quen nhau trong trường hợp nào, và hãy nói thật nhanh rằng là cái ấn tượng đầu tiên mà chúng ta gặp nhau và có ấn tượng gì về cái người bạn đời của mình hay không? Đúng rồi. Bọn con quen nhau trong một bữa tiệc của nhóm bạn chung ạ. Tức là hai người trước đây là không hề quen nhau. Sau đấy đi cùng một bữa tiệc ấy ạ. Thì là... Cái lần đó gặp Nhật Anh á, thì con có ấn tượng gì về Nhật Anh không? Con thật sự là cũng không có ấn tượng gì ạ. Và con cũng không biết. Tức là lúc đấy anh ấy đã nổi tiếng ở trên YouTube rồi, nhưng mà con kiểu không biết anh ấy là ai ạ. Thế khi mà mọi người nói là anh này là Nhật Anh thì sau buổi hôm đấy về con mới tìm hiểu trên mạng ạ. Thế con mới biết ạ. Thế còn con thì sao? Con thì lúc đầu, ban đầu thì cũng không có ấn tượng gì nhiều, nhưng mà có một cái rất là ấn tượng là hôm đấy là đi chơi chung với các anh chị em thì lại thấy có một bạn mà ấy đánh gió, có cái vết đánh gió đây, bảo sao có cái bạn ấy ham chơi thế, đã mệt rồi mà không ở nhà nghỉ đi mà lại đi chơi với mọi người. Thế là con ấn tượng nhất là cái đấy. Xong về sau mới biết là bạn ấy đang có chuyện buồn ạ, thì là mọi người mới rủ đi chơi cho vui. Vậy đó. Và kể từ cái lần đầu tiên gặp mặt á, thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức là quen nhau? Thực ra bọn con không có cái mốc gọi là một cái ngày cụ thể. Không có luôn. Vâng, tại vì là sau cái buổi hôm đấy thì là liên tục đi chơi cùng cái nhóm đấy và được đẩy thuyền. Tức là gắn ghép với nhau ấy ạ. Bị đẩy thuyền gắn, đúng không? Nhưng mà tụi con phải có một cái mốc nào chứ. Ví dụ như bây giờ mình chính thức mình yêu nhau thì qua một cái nắm tay hay là một nụ hôn hay là sao chứ tự nhiên lại... Sau vài buổi thì anh Nhật Anh có rủ con đi chơi riêng, đi ăn ạ. Ăn trưa, tại vì là hồi đấy con đang làm nhân viên văn phòng ấy. Thì là buổi trưa hai người kiểu tan làm, thế là rủ nhau đi ăn. Đi riêng đúng không? Dạ. Lần đầu tiên đi riêng sau một tuần đúng không? Vâng, khoảng sau một tuần. Đi riêng xong là ăn xong rồi còn có đi đâu nữa không? Là cơm trưa, kiểu cơm trưa văn phòng. Ăn cơm trưa xong rồi có đi nghỉ ngơi. Không. Ăn cơm trưa xong rồi có đi đâu chơi riêng nữa không? Và cái cú va chạm đầu tiên giữa tai và môi và môi, quý vị có muốn nghe không ạ? Cái đoạn này hấp dẫn lắm. Là cái bữa trưa đó luôn hay là bữa khác? Hôm đấy chỉ nắm tay hay sao ấy? Cũng có nắm tay hôm đấy luôn rồi ạ. Chuyện tình cách đây bao nhiêu năm rồi? Khoảng gần 8 năm ạ. 8 năm. Nhưng mà em nói chị nghe nè, phải có một cái cột mốc cho cái ngày gọi là cắn nhau, cái ngày mà coi như là môi kề môi với nhau. Thật ra là cũng có một cái cột mốc là ngày cả tháng 4 ạ, là cũng nhân cái sự gọi là đẩy thuyền của mọi người thì bọn con cũng có đùa nhau sâu hơn một tí. Thế là cũng có gọi là tỏ tình và cũng có cắn nhau hôm đấy ạ. Họ cắn nhau. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn á, cho đến cái ngày mà các bạn là vợ chồng, vậy thì cái chuyện tình cảm của các bạn nó có trơn tru không? Nó có khó khăn trở ngại gì không? Đoạn đầu thì mẹ con chưa thích anh Nhật Anh lắm, nên là cũng hơi khó khăn một tí. Nhưng anh chinh phục mẹ kiểu gì? Dạ anh chinh phục mẹ kiểu con gì? Con thì cũng viết một cái bức tâm thư cho mẹ là con sẽ cố gắng chứng minh là con là sự lựa chọn đúng đắn của Trang. Xong rồi con cũng dùng lòng chân thành của mình thôi. Rồi dần dần qua cũng một vài năm yêu nhau thì mẹ cũng càng ngày càng thấy quý có nghĩa là 1-2 năm sau mẹ mới gục ngã đúng không? Không ạ, cũng dần dần càng ngày càng quý hơn ạ. Vâng. Rồi trong lúc yêu nhau thì hai đứa có cái kỷ niệm nào vui để mà chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả đây biết không? Khi mà bọn con vẫn đang ở trong giai đoạn gọi là chưa đến ngày mùng 1 tháng 4 ấy, tức là đang tán tỉnh nhau thôi, hẹn nhau đi ngồi ăn ở trên phố cổ thì lại bị các bạn nhà báo các bạn chụp lại xong rồi đăng lên báo luôn. Mà bọn con không hiểu sao lại có cái bài báo đấy, bởi vì bọn con nghĩ là mình cũng không nổi tiếng đến cái mức mà bị mọi người theo dõi như thế. Đâu cái bài báo đó con sơ lược đi. Có một bài báo kiểu là
bắt gặp Nhật Anh trắng đi ăn cùng bạn gái mới quen kiểu thế ạ. Xong giật tít đùng đùng đó hả? Vâng ạ, mà mặc dù lúc nhưng mà cái nội dung là chúc mừng hay là cái nội dung là nó có một cái gì đó nó hơi tiêu cực ở trong đó, tại vì cái thời điểm đấy là bọn con chưa công khai cái mối quan hệ đấy. Cái bài báo đấy như kiểu là một cái sự bóc mẽ bọn con ấy, mặc dù mà bọn con ơi cũng không phát kiến là một sự thật mà đang bị giấu. Che giấu đúng không? Vâng ạ. Mà cũng nhờ cái bài báo đó mà chúng mình lại có một hạnh phúc viên mãn như thế này đúng không? Vâng. Sau đấy thì bọn con cũng đùa là chắc là Trang hoặc là con là người thuê viết cái bài báo đấy. Hơi số phận rồi, số phận rồi. Nhưng mà nói chung nói gì nói, bây giờ khi mà các bạn đã là vợ chồng rồi, khi lâu lâu mở cái tờ báo ra coi vẫn cảm thấy thú vị và cảm thấy nó sung sướng đúng không? Bây giờ qua cái phần kia đi. Trời, chị đang nói với em. Chị ơi. Mọi người ơi, thực ra cái phần mà thú vị nhất của cái chương trình Vợ Chồng Son này là cái phần gọi là đại hội bốc phốt á. Tụi con có theo dõi tụi con biết mà đúng không? Bởi vì nói chứ vợ chồng á, lúc mà yêu nhau á, mọi thứ nó mượt mà nó hồng, hồng lắm, hồng phấn như đó. Đó, nhưng mà khi mà lấy nhau về rồi thì nhiều khi nó không phải là tật xấu, nhưng mà nhiều khi nó là những cái tật mà mình bị bất ngờ. Ủa sao lúc yêu nhau mình không có thấy, tự nhiên về bắt đầu nó lòi ra từ từ. Đúng không? Vâng. Trường hợp vợ chồng con như thế nào? Thực ra là cũng có một vài tật xấu. Qua 5 tháng con cũng đã góp ý và cũng đã có sự sửa đổi và thay đổi. Nhưng mà cũng vẫn kiểu tồn đọng lại. Ví dụ như là anh ấy có cái tính kiểu nhây, trêu dai, đùa dai. Lầy mà, đó, lầy lội. Ở ngoài Bắc gọi là đùa dai á, ở trong miền Nam gọi là lầy á. Vâng ạ. Đùa dai mà xong đến bây giờ con của bọn con ấy nó có bị nhiễm theo cái tính đấy luôn. Hai bố con cùng trêu con, hùa và trêu. Vậy hả? Xong rồi, bé trai hay là bé gái con? Bé trai ạ, được 3 tuổi rưỡi ạ. Có cái đợt mà ngày xưa ấy ạ, trêu con tức quá và con kiểu khóc. Con xong rồi con mới bảo lần sau anh đừng có trêu em nhiều như thế, em không thích đâu. Thế bây giờ cũng đỡ nhưng mà thỉnh thoảng vẫn trêu ạ. Cứ kiểu che miệng cười, xong lúc con đang tức là tức rồi vẫn cứ kiểu hô hố ha há cười kiểu trước mặt con ấy. Và còn không nhố nhăng. Rồi còn gì nữa không? Sau rồi thì là ví dụ như là có một cái đồ vật mà rất hay vứt linh tinh đấy là tất. Lúc nào cũng vứt tất, xong rồi con phải đi nhặt, xong rồi con phải con là người giặt quần áo rồi dọn dẹp ấy, thì con cứ phải đi nhặt. Con muốn là anh sẽ phải vứt vào trong cái khu để đồ bẩn, xong đến lúc con đi giặt là con chỉ việc bê đi giặt thôi. Nhưng mà đây con lại phải nhặt dưới chân giường, nhặt ở chân ghế, kiểu như vậy. Bừa bộn. Đó. Thế thì bây giờ Nhật Anh. Dạ. Quỳnh Trang có những tật xấu gì? Cái hồi mới cưới thì có một cái mà con cảm thấy chưa thấy hợp lắm là, tức là con là người cũng khá là kỹ tính, trừ cái việc là gọi là ngồi đâu thì vứt tất đấy thôi. Ví dụ như những cái nắp chai chẳng hạn là con là thích mở ra là phải đóng chặt vào, còn vợ con là cứ đóng hờ hờ thôi. Nên là kiểu ví dụ mà mình đẩy nhẹ và cái nó đổ hết, hay nắp chai gia vị này rồi tất cả các loại nắp là vợ con không đóng chặt vào mà chỉ hơi hờ hờ thôi. Nhưng bây giờ là quán triệt là hết rồi ạ. Quán triệt hết rồi. Vâng. Rồi. Có một cái là nó cũng không hoàn toàn là tật xấu mà nó là về mặt tính cách thôi, thì cũng đang dần dần sửa đổi là vợ con cũng không thực sự cởi mở với các mối quan hệ lắm. Tức là cũng hơi khép mình một chút đấy ạ. Nhiều khi là trong các mối quan hệ thì cũng khó để hòa đồng, mà chỉ lúc nào cũng chồng con với cả gia đình thôi thì là mở lòng thôi, còn với những người ngoài thì khó hơn ạ. Vậy thôi bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì để mà cổ trở thành một người phụ nữ hoàn hảo nhất đối với con? Thật ra thì bọn con đang thấy cuộc sống bây giờ nó cũng khá là êm đềm và con rất là thích cái cuộc sống này, không muốn thay đổi gì cả. Không cần thay đổi gì cả. Dạ. Còn con? Bọn con thì kiểu bọn con có cái tư tưởng với cả tất cả mọi thứ nó giống nhau ấy ạ. Nên bọn con thường hay tâm sự với nhau và cũng cứ nói với nhau là thực ra nếu mà mình cố gắng duy trì được cái cuộc sống mà nó cứ như bây giờ hoặc là tốt hơn thì là ok. Còn thay đổi thì bọn con nghĩ là không cần thay đổi gì. Tức có nghĩa là cả hai bạn đều không muốn người bạn đời của mình thay đổi một cái gì cả. Đã. Cứ như thế này thì đó là những người bạn đời tuyệt vời, là hoàn hảo trong mắt của mình rồi, đúng không? Ôi, chúc mừng hai bạn. Đó, thực ra mọi người biết không, trong những cái cặp vợ chồng mà Vân với Quốc Thuận làm việc á, và talk show với các bạn á, thì rất hiếm những cặp đôi mà họ không muốn đối phương thay đổi. Thì đây là một trong số những cặp đôi mà đối phương không hề muốn bạn đời mình thay đổi điều gì cả. Thì như vậy chứng tỏ rằng cuộc sống của họ đang rất là hạnh phúc. Bởi vì như Vân nói, cái cảm giác của Vân là khi mà các cặp vợ chồng á, mà bước vào chương trình Vợ Chồng Son thì hầu hết là họ đang hạnh phúc.
họ đang viên mãn với hạnh phúc đó, và cũng như là anh Bi nói là sau khi họ bước ra từ chương trình thì họ hạnh phúc hơn như vậy nữa. Đó, thì chỉ biết mong là chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc như vậy, mãi mãi yêu thương nhau như vậy. Vâng. Cảm ơn Nhật Anh và Quỳnh Trang đã đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Vâng, em là Nguyễn Văn Thành, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Hôm nay rất vui được gặp anh Quốc Phận và Triệu Vân. Em bao nhiêu tuổi rồi? 36 36 mà với trên cái khuôn mặt này là quá trẻ đúng không? Đúng rồi. Rất là trẻ luôn. Rồi bây giờ mời bạn vợ. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Phận. Em là Bình An, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý trong vai trò hỗ trợ về phương pháp nuôi dạy con và đồng hành cùng các chị em phụ nữ về kết nối mối quan hệ tích cực trong gia đình ạ. Hay quá chị. Như vậy là hai bạn là từ Hà Nội bay vào đây hay là đã ở đây rồi? Dạ, tụi em từ Hà Nội bay vào trong này ạ. Wow, vậy hả? Dạ. Ôi, bây giờ anh muốn hỏi nha là các em đã xem chương trình Vợ Chồng Son này từ khi nào? Hồi em xem nhiều lắm, hồi em mới kết hôn xong ấy, những năm 2016-17 là em xem thường xuyên. Em xem mà em cảm giác em nghiện luôn á. Và em đã đăng ký qua email. Rồi, bây giờ chắc có thể là kể cho anh nghe đi. Cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên gặp nhau là bọn em đi xe dự một cái hội thảo. Cách đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hơn 10 năm rồi. Khoảng năm 2012, 11, 12 thì đấy. Vẫn là sinh viên à? Vâng, vẫn là sinh viên ạ. Thì có đi một cái hội thảo xong rồi người ta chiếu một bộ phim. Thì xem người cười ấy, xem người cười, nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mỉm, cười nhím môi thôi. Nên là em nghĩ là cười duyên nên là em rất là thích. Nhưng mà là ngồi đối diện nhau hay là ngồi ở đây hai bên? Hai bên đó. Tức là em ở đây, bạn em đây và một bạn thì bạn này ngồi đây nữa. Thì là tức là vô tình mà gần nhau đó đúng không, chứ đâu có sắp xếp trước. Đúng rồi, không. Có nghĩa là ấn tượng với một cái nụ cười không hở răng. Đúng rồi, không cười miệng đó, cười duyên, cười duyên. Rồi tại sao em lại cười không hở răng? Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Trước khi còn nhỏ, tầm em học cấp 2 á, em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế sau đó là cái răng nó bị xỉn á. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Thế nên là em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và ngoài anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Chồng em cũng nghĩ là em rất dịu dàng. Vậy là em phải cảm ơn cái răng mẻ đó. Đó. Mà em lại có được một anh chồng như thế này. Dạ. Đúng không? Mà cái răng nó giờ làm lại rồi đúng không? Vâng, em đã niềng răng và đã làm xong rồi ạ. Thế thì nhưng mà lần đầu tiên em gặp Thành thì là có ấn tượng gì về bạn này không? Em không có ấn tượng gì cả. Vâng, vì em đi cùng một bạn cùng phòng trọ, bạn ấy quen chồng em thôi. Thì em ấn tượng nhiều về bộ phim, bởi vì bộ phim đó thì nói về cái động lực sống ấy. Và cái đó thì nó chạm đến em hơn, còn những thứ khác thì em không quan tâm. Em thấy anh này anh bắt chuyện nhưng mà em chả cảm thấy liên quan gì cả. Lúc đó là tụi em bao nhiêu tuổi ta? Cỡ 10 à? Nếu mà sinh viên năm nhất cả hay là... Em lúc đó thì sẽ là sinh viên năm nhất. Còn anh xã em thì lúc đó khoảng là sinh viên năm tư rồi. Vâng. Thì em đâu đó vào khoảng 19 tuổi. Dạ. Như vậy là chắc là sau cái bữa đó là anh này về tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận em và như là rủ em đi cà phê hay là ăn uống gì đó đúng không? Em nghĩ là cũng chưa đâu không, ạ. Không phải đâu. Em thấy cũng thấy là có duyên nhưng mà em thấy cũng có đặc biệt, nhưng em nghĩ là mọi chuyện mọi sự nó tùy duyên đấy. Thì từ đợt đấy là đi thì chưa hề gặp lại nhau. Khoảng một năm sau thì khoảng gần nửa năm đến một năm sau thì mới được gặp nhau một lần nữa. Trong dịp nào? Trong dịp tức là em là quản lý một cái nhóm là phát tờ rơi quảng cáo. Đấy thì bạn này có trong nhóm đấy, là một thành viên trong đấy. Vâng, thì là đợt đấy em thiếu người. Thì em nhờ cái bạn mà ngồi cùng em đi xem phim ấy là tìm một người nữa để phát cho chúng em. Thì là đúng là bạn này, nhưng mà em không gặp, em không biết tên. Em cũng không biết là hai người đấy là một. Thế thì sau bẵng một thời gian thì đến kỳ lấy trả tiền thù lao ấy, thì em bảo là em kiểu bận em không đi ra ngoài được ấy, thì bạn chịu khó bạn đi học xong rồi bạn qua nhà em để em gửi tiền. Đấy thì là gặp đúng lại bạn thì mới nhận ra là đúng là cái cô ngày trước của mình là ấn tượng. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra bạn này không? Chỉ có bạn này không nhận ra em thôi gì? Không, em thì em có nhận ra đấy ạ. Nhận ra đúng không? 6 tháng trời
Có nghĩa là em không có một ấn tượng gì về chàng trai này trong buổi chiếu phim đó. Dạ. Mà gặp lại em vẫn nhận ra. Em có khả năng nhớ về gương mặt và tên rất lâu ạ. Ồ, dù không hay có quá. Ấn tượng gì em cũng nhớ. Bạn này nhớ bạn thì là chuyện bình thường. Với cả bạn này bạn ấy lâu trả tiền lương cho em ấy, nên em rất nhớ cái người nào mà nợ tiền của em. Ờ. Nhưng mà công việc đó khấm khá không? Hay là chỉ đủ chi tiêu đỡ thôi? Tiêu vặt ạ. Cái phần từ cái phần từ phát tờ rơi thì nó chỉ là một phần thu nhập nhỏ, còn em kinh doanh thêm rồi em đi dạy thêm nữa. Em là người mà tự trang trải trong cái quá trình em đi học đại học. Ủa là sao mà chậm trả tiền cho nhân viên dữ vậy? À, một phần là kiểu em đồ để em bận ấy, hai là bên khách hàng người ta thanh toán cho mình chậm ấy. Rồi em có nghi ngờ ông vượt tiền mình không? À, em thì em không nghi ngờ gì, nhưng em thì em thấy cần tiền nên em đòi thôi ạ. Đó là trả chậm đó không? Cái lần trả chậm lâu nhất là mấy ngày? Mấy ngày sau mới đưa? Em thấy cũng phải gần 2 tuần đấy ạ. Ủa vậy là chậm đó. Thế rồi em quyết định sao? Em có tới tận nơi em đòi sờ tận tay dây tận chán luôn? Có ạ, anh em bảo là em sang tận nơi. Thế sau đấy thì em được mời ăn cơm đấy và em chồng em là nấu bữa cơm thế cho để... em ăn. Em biết là bạn em không thích, em bảo là nếu mà qua đi học xong mà qua nhà anh, đi học xong mới qua nhà anh lấy tiền ấy thì cứ không ngại thì ở lại ăn cơm được. Ừ. Thì anh chuẩn bị cơm nước cho. Thật ra là em đã thích cô này rồi đúng không? Là đã có cảm tình với cô chứ. Vâng, cũng chung là cũng thấy là có cái gì đặc biệt thì cứ thử đến tới xem thấy nào. Ồ, có nhiều nhân viên phát tờ rơi như vậy là chắc chắn là sẽ có nhiều cô gái đẹp. Vậy thì trong lúc đó thì là cái tình trạng của em là như thế nào? Có cô gái nào chưa? Chưa, lúc đó chưa có cô gái chôn nào. Lúc đó là vẫn còn độc thân vui tính luôn. Vâng, chưa yêu đương gì. Thế còn yêu nhưng mà chưa ai yêu lại. Chưa đâu ở với đâu đúng không? Vâng. Chưa đâu ở với đâu. Thế còn em thì sao? Em có người yêu chưa? Em thì lúc đấy em đang có người yêu rồi. Dạ. Thế mà vẫn ăn cơm anh nấu. Chứ hôm anh nấu món gì đấy? À, đậu xào thịt bò. Với cả rau muống xào, rau muống luộc. Là chỉ có hai đứa ngồi ăn thôi. À, còn bạn cùng phòng em nữa, bạn trai cùng phòng em nữa. Món gì nữa? Món gì nữa nào? Hết rồi đấy. Ba món mà. À, trứng rán nữa thì phải. Ba món. Thời điểm đó đấy, giàu đấy. Giàu đấy chứ không đơn giản đâu. Chị nói cho em biết thật. Sinh viên mà ăn ba món mà là thịt bò mà xào đậu này. Trứng rán này. Trứng rán có đúc thịt không? Trứng rán không có đúc thịt. Thế à? Rồi, anh rau muống luộc là hơi bị kinh đấy. Có cà pháo không? Thế anh nấu ngon không? Rất ngon ạ. Chắc hôm ấy gục vì bữa cơm gì đúng không? Cũng chút chút ạ. Tại vì đàn ông mà nấu cơm mà lại nấu ngon vừa mồm thì dễ, các cô dễ gục lắm. Đó. Thế thì là từ cái bữa cơm đó, mình lấy cột mốc từ cái bữa cơm đó cho đến lúc các bạn chính thức là quen nhau thì là mất bao lâu? Để em nói tiếp cái đoạn đấy, tức là em biết chỉ nấu từ đấy món thôi. Chỗ tài đúng bí quyết thôi đúng không? Thì hôm đấy xong thì bạn về, em trước khi về em mới bông đùa, em bảo là em nếu mà trong cuộc sống gặp khó khăn gì hay cần gì thì cứ bảo anh sẽ giúp. Thả luôn đó. Thả thính. Thả thính luôn. Ôi. Rồi sao đó? Em nghe câu nói đó em như nào? Em ghim, em nhớ. Em nghĩ là chắc là có khả năng giải quyết vấn đề nhiều. Thì máy tính của em có lần em bị trục trặc bởi vì em không biết cài Word ở trên máy tính á, thì em gọi cho anh này. Thì anh sang và anh làm rất là tốt. Sau đấy một phát ấn tượng nữa này, nấu ăn ngon này, sửa máy tính tốt. Sửa máy tính nữa là chắc chắn là sẽ để lại một ấn tượng trong em đúng không? Nhưng mà thật ra nó đang khó chỗ là lúc đó là em đang có bạn trai rồi. Nhưng mà thời đấy thì em thì thực ra là em nghĩ là em là một người khá là lý trí trong tình yêu. Và thời điểm đó thì cũng có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện theo kiểu yêu thương em ấy. Thế nhưng mà vì em cũng sinh ra khá là khó khăn vất vả, cho nên em nghĩ là hôn nhân là một cái điều gì đó quan trọng. Vì thế mà em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem là như thế nào là phù hợp nhất với mình. Thật nên ra là không phải là có người yêu. Dạ. Mà là có nhiều người theo đuổi mình. Dạ. Và trong số đó mình lại đang có cảm tình với người đàn ông này. Dạ. Đúng không? Lúc đó là em có cảm tình với nhiều một đối tượng. Một anh khác, một anh sinh năm 81 cơ ạ. Vâng. Thế nhưng mà lúc đấy Đà là đã cười tươi chưa hay vẫn cười mỉm? Vẫn cười mỉm ạ. Nghĩa là sau vì này răng vẫn xấu. Răng vẫn chưa, răng vẫn chưa sửa. Răng vẫn mẻ. Nhưng mà lúc em phát hiện ra chưa? Lúc ăn cơm là phát hiện không? Có một lần là em kể chuyện gì cười lắm, buồn cười lắm, nên là cười to nó không che được. Thế em biết. Là em thấy răng cứ lên xuống nhất ngủ.
Thế em có thấy ảnh hưởng gì trong cái tình cảm mình đã chót trao cho cô ấy không? Em chỉ buồn cười thôi. Vậy thôi đúng không? À, rồi thì đến bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là người yêu của nhau? Không nhớ luôn à? Cũng khoảng 9 tháng đến 12 tháng em. Đó là quyết định là thấy người này là phù hợp với mình. Dạ. Tức là chỉ sau cái lần sửa máy vi tính cái gì? Vâng đúng rồi ạ. Sau sự kiện đấy thôi. Sau sự kiện đấy đúng không? Sau máy vi tính thì bắt đầu bén duyên với nhau. Bắt đầu sau máy vi tính là đã mến nhau chắc chắn rồi. Lúc đó là đổ rồi. Chị nói em cái bữa cơm đấy là đã là ngất ngây rồi. Là một thứ coi như là sắp ngã. Đúng rồi, xong rồi sửa máy vi tính xong một phát ngã luôn. Ngã vào lòng ảnh. Đó là 9 tháng sau đúng không? Nhưng mà là ai là người tỏ tình? Tỏ tình lãng mạn không? Em nghĩ là chồng em là người chủ động trong chuyện là kết nối với em hơn. Em thì vẫn kiểu phân vân ý, không biết là anh này hay là anh khác. Đâu, kể anh nghe coi cái buổi mà ảnh tỏ tình nó như thế nào. Thực ra chồng em thì cũng chỉ nói là anh thích em thôi, rồi hay rủ em đi chơi, hay rủ em trò chuyện. Em nghĩ là có thể coi đấy là tỏ tình khi một lần bọn em đi chơi ở Hồ. Thì chồng em có kiểu hôn ý. Nhưng mà với chồng em thì có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên, nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nó lại để lại nhiều những cái dấu ấn và cảm xúc với em. Như vậy có nghĩa là lúc đó là em đã có thể xác định được anh nào là cái người mà phù hợp với mình hơn chưa? Cũng vẫn còn phân vân đấy chị ạ. Trời ơi, phân vân lâu chưa thế. Chốt luôn. Vâng, em thấy là em lý trí mà. Thế nên là em suy nghĩ. Thế thì từ sau nụ hôn đó là mới xác định được hay là như nào? Vẫn hay là phải sau nữa? Tại vì ảnh chưa có được gọi là coi như là trơn tru lắm. Hôn coi như mà vẫn còn gượng gạo, vẫn còn gượng gạo. Đó, đúng không? Cũng không hẳn, tại vì hồi đấy thì chồng em đang tiếp tục học để hoàn tất học đại học. Mà em thấy là hơi ham chơi game. Kiểu thế, để xong thế rồi còn sủ nhi đúng không? Vâng, trông kiểu hơi trẻ trâu ấy. Mà em thì kiểu làm nụng sớm nên là em già dặn trước tuổi ấy. Thế là em cũng hơi e ngại. Còn một cái anh 81 đang tán em hồi đó thì anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng mà đến cái điểm nào và đến cái dấu ấn nào mà em quyết định là em chọn anh ấy là người yêu của mình? Em nghĩ là đến cái thời điểm mà anh ấy đưa em về nhà, trong gia đình của anh ấy thì anh ấy có giới thiệu bố mẹ của anh ấy với em. Thế nhưng lúc đó em có biết là bạn này có một anh chàng 1981 không? Bắt đầu thì có nghĩ đến, nhưng mà sau đấy thì gần như là tin là có một anh ấy đang cạnh tranh với mình. Em phải biết chứ, em phải linh cảm chứ. Linh cảm được, tại vì em nhớ có những lần rất là lạ. Tức là ví dụ đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, xong quay ra dỗi xong bảo là đừng có bao giờ gọi, đừng có liên lạc với em nữa. Sau tầm 2-3 ngày sau thì lại bảo là em hết giận rồi. Thì đấy. Lại đang confused đấy. Không, chắc mình lại thấy sự thất vọng gì với anh 81. Tức là cái lúc mà bảo mình đừng liên lạc là lúc mới đang đi chơi với anh 81. Thì đấy, nhưng mà đấy, sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu là có một cái gì đó không vừa lòng với anh 1981. Thế là chuyển lại bảo em hết dỗi rồi. Không, chắc là hôm đấy anh 81 đến nhà chơi. Cho nên là bảo mình đừng có sang nữa. Đấy. Nhưng mà là lúc đó là em hoàn toàn không biết là em có một nhân vật cạnh tranh với mình. Em linh cảm là có. Linh cảm thôi. Thậm chí là nó có cả 2-3 người. Rồi đến khi nào thì em mới biết coi như là thực tế là có một người cạnh tranh với mình luôn. Thì lâu lâu thấy đang ngồi đồ chơi với nhau xong nghe điện thoại đi ra ngoài. Vậy em có truy không? Em có truy không? Em không. Không truy luôn. Em biết là thực ra phụ nữ thì có người ta phải chọn lọc kỹ ấy. Cho nên người ta có cái quyền được lựa chọn cái đối tượng để tạo hạnh phúc cho người ta ấy. Mà em lúc đó chỉ mỗi đối tượng này thôi. Vâng, em cũng kệ, em bảo là nói chung là cứ để xem ai thắng. Dạ. Ủa nhưng mà là biết rồi thì bởi vì mới có một sự cạnh tranh như vậy. Hồi mà bây giờ tới cái chỗ mà đưa cổ về gia đình á, thì mình, ủa tại sao đưa về gia đình bên ảnh mà em lại thấy là chốt hạ luôn, chốt hạ luôn đấy. Dạ. Tại sao, lý do? Không, rất là khó diễn đạt, nhưng mà lúc mà em gặp bố mẹ chồng em bây giờ ấy thì em cảm nhận được yêu thương và có một cái sự ấm áp. Ba mẹ chồng em nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi, chứ không phải kiểu khéo léo hay gì đâu. Ông bà là giáo viên. Thế nhưng mà ông bà rất là nhẹ nhàng và kiểu quan tâm ấy.
thì cái cảm nhận đó đến tận bây giờ em vẫn thấy đúng. Ông bà rất là thương em. Thế nhưng mà đến cái 1981 là em có về nhà bên đấy chơi chưa? Em cũng về nhà bên đấy rồi nhưng mà em lại không có cảm nhận giác đó, là không có ở bên đây. Đấy, vâng. Và em cảm thấy về là hai gia đình cho nên chị mới nói với em á, là phụ huynh đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cái vấn đề hạnh phúc lứa đôi. Hay quá. Đấy, cho nên chúng ta là những bậc phụ huynh là chúng ta phải hết sức gọi là sao khéo léo và cân nhắc trong cái chuyện là hạnh phúc của con mình. Cảm ơn là chị. Nằm trong gọi là trong cái tầm của mình luôn đó, thực sự. Bây giờ em sẽ cố gắng để 12 năm sau để em giúp các con của em. Đúng rồi, em nhớ nha. 12 năm sau. Đó, em hy vọng là 12 năm sau chị em mình vẫn còn ngồi đây. Đó. Để mà chị sẽ góp ý thêm với em về vấn đề. Phải là 50 năm nữa chứ chị. Cái chương trình này á, ở bên Nhật á, là cái người MC á, là họ làm từ năm họ 18 tuổi. 18 tuổi cho đến lúc mà ông 70 mấy tuổi, ông vẫn còn dẫn cái chương trình này. Ông vẫn còn té ghế luôn, khỏe nha. Cho nên nó hơn lắm. Tại vì các cặp vợ chồng lấy nhau liên tục mà. Cho nên là vợ chồng son không dừng được. Rồi, như vậy là các bạn chốt hạ từ cái hôm mà đến thăm gia đình bên đây. Rồi như bên kia là coi như là hủy luôn. Đó. Có hủy luôn không? Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Dù là em không thoải mái lắm nhưng mà em vẫn suy nghĩ thế là có một lần anh 81 anh đến nhà chơi. Thì tại vì em vẫn đang phân vân giữa hai đối tượng nên em vẫn để kiểu chăm sóc dành thời gian cho cả hai. Thế là em đang ở nhà anh này, em mới chạy về phòng trọ. Thế không hiểu sao anh này anh linh cảm được là có ai đây đến. Thế là anh đi phi xe máy anh đến phòng trọ của em. Sau đấy là hai bên gặp nhau. Vâng. Rồi sao? Đâu để nghe. Cứ nói chuyện nhau bình thường thôi. Em nói chuyện bình thường luôn. Vâng. Hay vậy? Vâng. Trong câu chuyện là nói về nội dung gì? Cứ hỏi anh làm nghề gì rồi anh đến đâu như anh ăn gì không? Nhưng mà em là người chủ động hỏi. Vâng. Anh kia cũng hỏi em. Và nhưng mà cuối cùng thì ai là người ra đi? Có nghĩa là chắc chắn ai biết trước là, ý là cuối cùng ai biết chắc trước? Chắn là cô này là chọn em rồi đó, nhưng mà sau cái buổi đó, có nghĩa là sau cái buổi đó gặp nhau đó thì ai là người đi về trước? Đúng rồi. Thế thì anh kia đi về trước. Đó. Đấy, ngay ông thế, không, tại vì cái này là nó là khách quan thôi. Tại vì em là lúc đấy em đi làm một cái nghề là xin thẻ điện thoại ấy. Đấy, còn anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy. Là sếp gọi điện nhiều quá. em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ hạt cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không lì được, ông phải về. Không chần chờ được nữa. Rồi về trước mình sếp gọi và đi về là như thua. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn hoặc đi mua quần áo thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Đúng rồi, em kèo trên rồi. Bây giờ lẹ luôn để mình qua tới cái vấn đề coi như yêu nhau. Có nghĩa là kể từ bữa đó là coi như là chốt hạ luôn là anh này. Dạ vâng, đúng rồi. Chứ đừng có nói còn nữa nha. Còn chút nữa thôi ạ. Rồi. Nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là 90% lúc đấy đó thì em cũng chọn rồi coi như là chọn anh này đi. Vâng. Rồi bây giờ là các bạn yêu nhau bao lâu thì mới là đám cưới? Bọn em yêu nhau 4 năm thì mới làm đám cưới. Và 4 năm đó có bình yên không? Hay không. Là có những cái sóng gió gì nó xảy ra? Em cảm thấy em với chồng em cũng kiểu là đối thủ ân oán của nhau ấy. Tại vì là bọn em cũng ngọt ngào hạnh phúc được một khoảng thời gian sau khi là quyết định chốt hạ thì bọn em cãi nhau rất nhiều. Về vấn đề gì? Tất cả mọi thứ đều khiến bọn em cãi nhau. Ăn gì cũng khiến cãi nhau. Rồi đi chơi ở đâu cũng khiến cãi nhau. Rồi mua cái đồ gì cũng khiến cãi nhau. Và vậy là khắc khẩu đấy. Khắc khẩu. Cãi nhau rồi có choảng nhau cái, không? Cái tầm năm thứ 3 ấy thì là cũng có cả, cũng lên ý định là cưới nhau rồi. Nhưng mà đợt đấy là em cũng hơi tham việc và em cũng kiểu em không quá để tâm vào cái việc đấy ấy. Dẫn đến là vợ em nghĩ là em không muốn cưới đòi chia tay. Thế thì bẵng đến khoảng nửa năm đến một năm sau thì em có gặp em xin lỗi vì anh chưa trưởng thành ấy, nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ nếu mà còn yêu nhau thì sẽ lấy được sẽ đến được với nhau. Đấy thì lần lấy lại là cưới thật. Tức là yêu nhau say đắm đến 3.5 thì bắt đầu xung đột. Đấy, xung đột để chia tay nhau khoảng 5-6 tháng. Vâng. Nên xong anh ấy quay lại quyết định là cưới, là cưới luôn đấy. Là cưới luôn đúng không? Như vậy là cưới nhau, yêu nhau 4 năm thì cưới nay là được mấy năm rồi? Bạn em cưới nhau được gần 7 năm rồi ạ. Tháng 10 này là tròn 7 năm. Là 11 năm. Đó. Tính từ lúc yêu đúng rồi lúc cưới. Thế mấy cháu rồi em? Một cháu, mấy tuổi?
Đó 3 tuổi. À ôi thế vẫn còn son nhỉ. Lấy nhau 7 năm rồi xong rồi lại còn cữ đến 4 năm sau rồi mới có con ấy. Ủa nhưng mà sao lại tới 4 năm sau? Bạn em chỉ kế hoạch 1 năm vì lúc đấy em đang học cao học. Thế nhưng mà sau đấy thì thả ra nhưng mà nó hơi khó có con ấy. Thế vừa chuyển sang cái nhà mới hai vợ chồng em mua thì có em bé đó. Bọn em rất là bất ngờ về sự có mặt của bạn ấy. Thật ra nhiều khi là hợp phong thủy đó em. Dạ. Có thể nói là cái nhà trước các em lại không hợp, không hợp một chút gì đó trong cái việc gọi là con cái. Dạ. Mà về nhà mới thì anh tin được cái bạn. Dạ. Ha. Dạ. Rồi chắc mình hỏi luôn. Thế về ở với nhau trong như thế là son với nhau được những 3 năm. Dạ. Nhờ, 3 năm. Thế có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Yêu nhau là 4 năm rồi nhá, ở với nhau 3 năm. Thế rồi có một cái tật nhỏ là vợ em hay quên. Ví dụ hôm nào mà kiểu đi về muộn hoặc là không ăn cơm ấy thì lại không báo cho mẹ em biết ấy, mẹ em không nấu cơm. Thế bà không biết là thì bà vẫn nấu ấy. Sau bà trách là không ăn cơm mà không bảo ấy. Và một lý do nữa là mẹ em lại rất ít khi dùng điện thoại. Đấy. Sao? Mẹ em rất ít khi dùng điện thoại. Đấy cho nên bà cứ hay đi làm vườn ở dưới đồng ấy, xong bà để điện thoại ở nhà mà không biết. Đấy là cũng bà lại cũng không, lúc đấy bà cũng chưa biết đọc tin nhắn luôn cơ. Thế là ví dụ vừa em bảo là nhắn tin bảo là em con không ăn cơm nhà thì cũng không đọc được ấy. Nên là cũng có mâu thuẫn ở chuyện đấy. Tức là tụi em ở với bố mẹ chồng. Đúng ạ. Chúng em sống chung với ông bà đúng tròn 3 năm. Thì chuyển ra ở riêng. Chuyển ra ở riêng thì mới thoải mái, mới có con được. Không bị áp lực đấy. Không phải là phong thủy đâu em. Tại vì khi mà con cái là cái vấn đề tâm lý nó cực kỳ quan trọng. Cứ phải thoải mái, nhiều khi sanh sang thì đánh đùng phát là có. Dạ. Đấy. Thế rồi trong cái khoảng thời gian mà sau khi cưới á. Cưới á thì là ngoài cái việc gọi là các em khó con. Dạ. Thì còn có những cái biến cố nào nó đến với hai vợ chồng hay không? Em nghĩ là bọn em cái chuyện mà mâu thuẫn rồi hay cãi nhau rồi thậm chí là em cảm thấy kiểu không thể kết nối được với chồng em thì nó là một cái chuyện lúc đầu. Nhưng mà đến năm 2020 thì cũng có một cái biến cố nó diễn ra, lúc đó là em sinh em bé được khoảng tầm 6-7 tháng. Thì anh xã của em là bị ốm. Và ốm đó là ốm về tinh thần đấy ạ. Tức là anh xã em bị một cái chứng rối loạn về hệ thần kinh ấy. Và lúc đó thì anh bị sa sút rất nhiều. Tức là từ một người đàn ông mà vô cùng thông minh, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình tốt, thì lúc đó anh khủng hoảng và anh bị kiểu như là chán nản ấy. Và anh xã em đã phải vào trong bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ, cũng như là em cũng là người làm về tâm lý cho nên là em cũng có những cái sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cho anh. Thì em nghĩ là cái biến cố đó nó rất là quan trọng với vợ chồng em. Bởi vì trước đó thì em đòi hỏi ở chồng em rất nhiều. Chồng em là người mà chịu khó kiếm tiền này, rồi có trách nhiệm với gia đình này, chăm sóc con nhỏ rất là chu đáo. Nhưng mà em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy là chồng em không tâm lý, rồi chồng em không chiều chuộng vợ. Rồi không kiểu không tinh tế, không ngọt ngào các thứ. Và lúc nào em cũng kiểu tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn từ phía của chồng em. Nhưng mà chính khi xảy ra cái biến cố đấy xong thì khi mà em về nhà, lúc mà chồng em ở viện á, em về nhà em gấp cái tủ quần áo, thì lúc đó trong em chỉ nghĩ một cái chi tiết nó chạy thoáng qua thôi, là có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Ví dụ như cái biến cố đó là tai nạn thì sao. Nhưng mà mình vẫn còn rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh sẽ quay trở về nhà. Nhưng mà em cũng nghĩ là do những cái đòi hỏi quá cao đó mà nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề rối loạn tâm lý. Em có nghĩ nó là một phần, nhưng mà thực ra thì trước đó hồi sinh viên thì anh xã em đã một lần như vậy rồi. Tức là anh xã em là một người mà sẽ khó khăn khi mà vào những giai đoạn nhiều cái thứ áp lực nó dồn lên. Thì thời điểm đó thì mới cả anh xã em là người mà kiểu trước đây á là anh xã em tự áp lực về bản thân mình. Tức là coi trọng cái việc làm kinh tế này, coi trọng cái việc có tài chính cho chính bản thân mình và gia đình. Anh ấy hướng đến cái sự thành công trong một cái nhanh chóng á. Em vừa nhắc tới cái chữ tài chính á. Dạ. Thì cái năm đó là một cái năm mà chúng ta bắt đầu ảnh hưởng vì dịch. Đúng rồi ạ. Cho nên một phần con còn quá nhỏ. Đúng ạ. Rồi chắc chắn công việc em cũng bị ảnh hưởng và chồng em lại làm bên cái phần mà về tài chính nữa. Cho nên có là rất là khó khăn, cho nên áp lực nó càng nặng nề hơn. Đúng ạ. Cho nên là anh nghĩ là ảnh hưởng đến chuyện tâm lý là chuyện rất bình thường. Dạ.
Với cả nó cũng có một chút cái đảo lộn đấy là bình thường thì anh xã em làm việc xong thì bọn em sẽ cùng ngủ. Nhưng mà lúc có con nhỏ thì vì chồng em cũng rất là thương vợ ấy, chồng em sẽ thức đêm để hút sữa cho vợ rồi bế con rồi thay bỉm các thứ. Thế là vì chồng em thì khó ngủ hơn em, thế nên là vì là thức đêm để cho con uống sữa rồi hút sữa cho vợ rồi thay bỉm các thứ cho con thì kiểu như cái đêm hôm mà nó cứ thức xong lại ngủ thì với chồng em là khó. Em thì cái chuyện đấy thì rất thoải mái, em dễ ngủ. Nhưng mà với chồng em thì thức là chồng em thức luôn. Thức luôn thì anh xã em lại nghiên cứu thêm về cái hồi đấy anh làm về cái gì nhỉ? Mà có cái hàng hóa nhỉ? À hồi đấy nghiên cứu về cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Đó, 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 ở bên Mỹ thì cái giờ nó ngược với mình mà. Thế là chồng em lại vừa tập trung chăm sóc cho con, cho vợ và cả nghiên cứu về làm ăn. Thì lúc đó lại là cái thời điểm mà em kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Em không biết được là chồng em đang cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Thì cái sự đòi hỏi của em nó lại tăng cao hơn. Và cứ cái gì mà chồng em làm chậm chậm là em quát lên. Và đấy. Và cứ như thế để trở thành một cái sự áp lực. Đúng rồi. Nặng hề nề lên chồng em. Đúng ạ. Chính xác đấy. Mà thôi bây giờ thì là mọi thứ là bình thường, nó ổn đó, hết chứ. Rất là bình thường ạ. Cũng trộm vía là anh xã em cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tháng thôi. Thì bác sĩ ở trong viện 103 đấy cũng là một người bạn hỗ trợ em trong nghề nữa. Thì cũng nói với em rằng là chồng em rất là hợp với cái thuốc điều trị. Cũng như là vì em làm về tâm lý, cho nên là khi em hiểu về bệnh thì cái cách tương tác, sự thấu hiểu của em với chồng em nó lại trở về một cái sự cân bằng. Và ôi, chúc mừng. Rất là may mắn. Thế còn có nghĩa là bây giờ là vợ là chỉ có một cái là hay quên thôi. Thế có còn cái gì nữa không? Hay là qua cái thời gian mình bệnh xong rồi vợ mình thay đổi hoàn toàn, cho nên không còn cái gì xấu nữa? Có một cái bệnh nhưng là nó kiểu hơi bị nhây, đùa nhây hay là cũng nói nhây, nói thế dài. Ví dụ có mỗi một chuyện thôi nhưng mà nói có thể là mất 15 phút xong. Và trong khi là trong khi em đã nói là em biết rồi, em hiểu rồi. Em vẫn nói. Em chỉ cần yêu cầu nói 5 phút là em hiểu rồi, mà nó cứ 15 phút nó nói. Tại vì cô ấy là chuyên gia tâm lý mà. Mà diễn giả được. Nhưng mà em biết mỗi lần em nói như vậy là chồng em khó chịu không? Em mà hiểu. Em cố tình em nói đúng không? Vâng. Có những khi em cũng phải tạo ra sự khủng hoảng để cho thay đổi ạ. Nhưng mà mỗi lần anh ấy mà khó chịu thì anh ấy thể hiện như thế nào? À, chồng em mà khó chịu thì chồng em im lặng, xong rồi làm việc riêng ạ. Tức đó. Là tỏ ra không lắng nghe. Rồi nói hoài rồi mai mốt nó nhập viện nữa. À không, tức đâu. Lờ đi. Tức là có hay nhõng nhẽo mà kiểu như là hay đùa theo kiểu mà véo rồi. Đấy có. Thường xuyên. Đấy tôi nhìn là tôi nghĩ ngay rồi. Thường xuyên luôn. Ừ. Đâu là ví dụ thường xuyên luôn. Là làm gì, những hành động gì? Véo này. Có những bà vợ là véo này. Như là véo. Cái cấu này. Nhũ này. Nhắc nhũ. Hôm nay đây thì bắt đây là không ăn nhũ. Có bầm không? Cũng không bầm mà nó cứ nhói nhói gì. Rất là khó chịu. Thế em có thích cái đấy không? Không, ít ít thì thích còn nhiều. Vừa phải phải thì thích đúng không? Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì nói chung là vợ em như thế này em vẫn chấp nhận được. Cũng không, cũng chưa cần là thay đổi gì. Cứ như thế không cần thay đổi. À với cả là được ạ. Vợ là đợt này thấy cũng hơi ham công việc nhiều, hay là mong là bớt lại. Mà bớt lại thì để dành thời gian tập thể dục cho nó khỏe. Đấy, cái đấy là cái cần thiết nhất. Nếu mà có thời gian nữa thì chơi với con ở nhà với chồng. Đấy. Nhiều hôm là đi về muộn lắm, toàn cứ 8-9 giờ tối mới về. Đấy. Ôi, 9 giờ tối mà nó đã cho là muộn rồi em ạ. Thế thì chị chúng mình có lỗi với chồng với vợ chúng mình quá cơ. Khi em về tới nhà là gà gáy luôn đấy chị ạ. Chị mà còn thế mà huống hồ thằng nó là con trai. Em 3-4 giờ sáng thì 3-4 giờ sáng ấy có hôm cứ quay là đến khi 1-2 giờ mới về đấy. Hai chị em mình có lỗi với chồng mình quá cơ. Đều biết không? Về xong là 6 giờ sáng. Đấy. Chị quay cho nó đó mà nó dìm chị với chị Hồng Đào đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng em ạ. Vâng. Cứ làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay mà tới 6 giờ sáng ngày mai nó mới cho về. 2-3 tiếng. Đấy. Lỗi tại nhà sản xuất đó em. Nhà ngoài và anh một. Nó sản xuất luôn á. Không có đâu. Rồi, bây giờ không, có nghĩa là chỉ cần dành thời gian cho gia đình hơn. Bớt công việc lại. Đúng không? Dành thời gian cho chồng cho con nhiều hơn. Dạ, được không?
đừng có nghĩ là cái não mình nó không bị accident giống như chồng mình nha. Dạ. Nhìn làm nhiều việc, nhiều áp lực quá là mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ tới em đó. Hồi nãy giờ là nghe em khen về ông bố bỉm sữa này rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh, đây là cái phút giây mà chúng ta nói về những cái tật xấu của đối phương. Đó. Thì bây giờ tới em đó. Thực ra thì trước đây thì em mong muốn là chồng em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà như hiện tại thì em cũng giống như anh ý. Tức là em không cần anh ấy phải thay đổi gì cả. Cứ nguyên vẹn như thế này, khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thoải mái và có được cái sự đồng hành cùng với em là được rồi. Còn lại thì em nghĩ là mọi thứ trong cái hành trình cuộc đời á, đó là nhân duyên, và em nghĩ là bản thân mình là cái người thay đổi thì cái người chồng của mình á, sẽ được ảnh hưởng theo. Và thực tế thì em thấy là trong nhà em ý thì cứ em mà suôn sẻ thì chồng em cũng rất là nhịp nhàng, không vấn đề gì cả. Thực ra là chị thấy á, em là cái người đàn ông của gọi là của gia đình. Khi mà em đã xác định em lấy vợ rồi á, em tự đặt em vào cái vai trò là bắt buộc mình phải là trụ cột của gia đình, phải bao quát về mọi thứ. Nhưng mà em phải nhớ là bên cạnh em là có một con ngựa chiến tuyệt vời. Cho nên rằng em đừng lo, em cứ an tâm là trong gia đình á, cứ 50-50 cho chị. Vâng. Cứ 50-50 cho chị. Thì như thế có nghĩa là hai đứa đều giữ được cái đầu óc, đỡ cái phần áp lực trong công việc, đúng không? Dạ. Rồi 50% kia để dành cho nhau. Đó, vì là hai đứa tụi em là song kiếm hợp bích đó, thì gia đúng đình rồi. Tụi em không bao giờ có cái chuyện mà không thành công, không bao giờ có cái chuyện là không no đủ. Nên cứ yên tâm vấn đề đó. Để cho đó thư giãn thoải mái. Vâng. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Cảm ơn các em. Cảm ơn anh chị.